Chương 235 Cổ kiếm đấu Long Viên. Cổ kiếm môn, một đại sảnh rộng lớn. Có ba người đang ngồi trong đó. Một trong số đó là Tam trưởng lão. Lão già đã đoạt mất viên vạn thú quả trong tay Lâm Động. Sư đệ, nghe nói còn viễn cổ Long Viên trong vệ cổ phía sản hôm nay có động tĩnh. Người đứng đầu trong đại sảnh, một vị lão già tóc bạc bưng ly trà ung dung nhấp một ngụm, sau đó nhìn về phía lão xả tóc xám nói: "Ân, không biết con xuất sinh đó phát điên cái gì nữa, khiến cho chúng ta cũng chỉ có thể về sớm hơn dự định." Lão giả tóc xám gật gật đầu, khuôn mặt đen tối của lão vẫn còn tàn dư của những nụ cười, thiết nghĩ chắc là vì vụ thu hoạch lần này mà hưng phấn. "Hạ lão Tam, rất hiếm thấy dáng vẻ của ngươi, xem ra hôm nay thu hoạch không ít." Lụ cười trên gương mặt hắn hiện nhiên gây lên sự chú ý hai người trong đại sảnh. Một lão giả tóc đỏ khác thanh âm không khỏi hùng hồn cười nói: "Ân, đúng là có chút thu hoạch." Lão giả tóc xám cười cười với bàn tay vừa mở, vạn thú quả xuất hiện trong tay lão. Nguồn sức mạnh ba động hùng hồn phát tán ra, lập tức gây nên sự chú ý của hai người còn lại. Đây là... đối với vạn thú quả hiện nhiên, hai lão ở đây không quen thuộc cho lắm. Chợt chân mày khẽ nhau lại nói: "Ta cũng không rõ về lai lịch đồ vật này, có điều ta lại cảm nhận được nếu có thể luyện hóa nó, nói không chừng có thể khiến ta bước vào tạo khí cảnh đại thành, giống như trưởng môn sư huynh." Lão giả tóc xám tủm tỉm cười. Nghe vậy, lão giả tóc đỏ cũng không khỏi lộ ra ý hâm mộ. "Ha, sư đệ quả thực là có cơ duyên." Lão giả tóc bạc mỉm cười, sau đó lời nói của lão ta chưa dứt, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lão cảm thấy gần như đại sảnh đều xảy ra một đợt xung chuyển nhàn nhạt. "Việc này là thế nào?" Hai người lão giả tóc xám phát ra được, chợt chân mày khẽ trao lại. Lão giả tóc bạc nhíu chân mày, chợt hắn cảm giác được thấy cái điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình khẽ động, liền muốn xông ra ngoài đại sảnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời phía tây cổ kiếm môn. Loại ba động khiến cho núi cao cũng phải rung chuyển đang tiến lại từ đó. Đó là cái gì? Hai vị lão giả tóc xám cũng theo đến, ánh mắt kinh ngạc nhìn bầu trời phía tây nói, dường như đang muốn nhắm vào cổ kiếm môn ta. Sắc mặt lão giả tóc bạc khẽ trầm xuống, ngửa mặt lên trời thét dài một câu. Nhất thời trong cánh cửa của cổ kiếm môn, từng đạo thân ảnh ùa ùa ra giống như đàn châu chấu, cuối cùng xuất hiện trong sân tập luyện trước mặt lão giả tóc bạc. "Tất cả mọi người nghe lệnh, bước vào trạng thái phòng bị, bất luận kẻ khả nghi nào. Một khi bước vào cổ kiếm môn, giết không tha." Ánh mắt của lão giả tóc bạc sắc bén kinh người, thanh âm lạnh lùng dưới sự bao vây của nguyên lực hùng hồn vang lên bên tai tất cả đệ tử cổ kiếm môn. "Vâng, trưởng môn." Khi nghe thấy tiếng quát của lão giả tóc bạc, chợt tất cả đệ tử cổ kiếm môn đồng loạt quát lên. Sau khi căn dặn xong, thân hình lão giả tóc bạc cũng chậm chậm bay lên. Bên cạnh hắn, hai vị lão giả tóc xám tóc đỏ cũng đã bay lên theo, sắc mặt ngưng trọng nhìn chân trời phía tây. Rốt cuộc tới rồi sao? Trên một cái đỉnh núi cách cổ kiếm môn không xa, Lâm Động ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời phía tây. Ở đó một luồng khí tức hung bạo quen thuộc lan tràn ra. Hiển nhiên việc đang diễn ra đúng như dự liệu quán. Còn viễn cổ Long Viên đó phát hiện ra ba động của vạn thú quả, từ đó truy sát theo. Trọng vui bắt đầu. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía xa, nhìn cái bóng dáng càng lúc càng lớn khổng lồ trong tầm mắt, nụ cười trên khóe miệng dần rõ ràng hơn. Oanh long long, mặt đất lúc này đột nhiên rung chuyển, tất cả đệ tử cổ kiếm môn mang theo sự kinh hãi hướng tầm mắt về hướng tây, sau đó trên mặt bọn chúng nhanh chóng trở nên trắng bệch, vì bọn chúng nhìn thấy một con vật to lớn gần 10 trượng đang bước theo từng bước kinh thiên, mang theo luồng khí tức hung bạo mà tới. Từ trong đôi mắt tú đỏ tươi của nó, bọn chúng có thể biết được nó không phải đến để du ngoạn. Viễn cổ Long Viên, tiếng kêu thê lương chói tai vang tới trước cửa cổ kiếm môn. Thời khắc này tất cả đệ tử cổ kiếm môn đều có cảm giác đại nạn lâm đầu. Viễn cổ Long Viên, giữa không trung, trưởng môn cổ kiếm môn cùng với hai vị lão giả tóc xám tóc đỏ sắc mặt kinh hãi nhìn cự viên bước, những cái bước chân rung chuyển cả núi rừng đang tới. Cho dù thực lực bọn họ hơn người, nhưng lúc này bắt đầu run sợ. Tên xuất sinh này tại sao tiến tới cổ kiếm môn ta?
Vị lão giả tóc xám thanh âm có chút sắc nhọn nói: giữa cổ kiếm môn bọn chúng và viễn cổ long viên vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, thậm chí có lúc truy giết yêu thú đều không dám bước chân khu vực viễn cổ long viên. Hôm nay tên xuất sinh này lại nhằm vào cổ kiếm môn là sao chứ? Tất cả đệ tử cổ kiếm môn nghe lệnh, phàm là người trên nguyên đan cảnh lập tức lập thành cổ kiếm đại trận chiếm cứ trận vị. Sắc mặt trưởng môn cổ kiếm môn cũng là vô cùng âm trầm. Lúc này hắn không còn thời gian để suy nghĩ tại sao con xuất sinh này tìm tới. Việc cấp bách trước mắt chính là nhanh chóng ngăn cản con xuất sinh này. Nếu không để nó tùy tiện phá hoại, sơn môn của cổ kiếm môn sẽ lập tức bị nó phá cho đổ lát. Vâng, làm trưởng môn một phái, vị lão giả tóc bạc vô cùng có uy tín. Dù vậy, cho dù trong thời gian này có rất nhiều người đệ tử ứng lời, sau đó lập tức tiến đến nơi sơn cốc ước chừng khoảng gần 10 trượng cách phạm vi thạch kiếm, mỗi người tìm một vị trí ngồi xếp bằng. Hai vị sư đệ, ba người chúng ta hợp lực chủ đạo đại trận, còn xuất sinh này thực lực tạo hóa cảnh, cần phải dựa vào sức của đại trận mới có thể địch lại nó. Nhìn thấy mọi người vào vị trí, lão giả tóc bạc quát lớn tiếng một lần nữa. Vâng, nghe vậy thì hai người lão giả tóc xám tóc đỏ đó cũng là vội vàng hô ứng. Bọn chúng đều là rõ ràng chỉ có liên thủ cộng thêm sức mạnh trận pháp mới có thể chống lại viễn cổ long viên. Ba người thân hình di chuyển trực tiếp xuất hiện xung quanh thạch kiếm to lớn. Sau đó, khi cả ba người đang ngồi xếp bằng xuống, từng luồng nguyên lực hùng hồn nhanh chóng chuyển động không ngừng chút vào thạch kiếm. Ngay lúc ba người bọn họ chút nguyên lực vào thạch kiếm, các đệ tử chấp sự hộ pháp của cổ kiếm môn bắt đầu khơi ra nguyên lực trong cơ thể. Nguyên lực hùng hồn chuyển động giống như là một con sông chạy quanh thạch kiếm, quả thực là động lòng người. Rầm rầm, ngay khi toàn bộ cổ kiếm môn được phòng ngự thì con viễn cổ long viên đó cũng mang theo khí tức hung bạo tiếp cận sơn môn của cổ kiếm môn, ngửa mặt giống to một tiếng, dưới ánh mắt chấn kinh của những người kia, nhấc lên một ngọn núi nhỏ hung hăng ném vào cổ kiếm môn. Ngọn núi nhỏ gào thét mà tới, bóng đen khổng lồ khiến cho rất nhiều đệ tử cổ kiếm môn sắc mặt trắng bệch, cốt chân đều là run lên cầm cập. Nhìn ngọn núi đang đè tới, sắc mặt trưởng môn cổ kiếm môn trở lên phát lạnh. Đột nhiên một ngón tay điểm ra, thạch kiếm lớn khoảng chừng 10 trượng đột nhiên rung lên, kiếm mang cũng là sắc bén vô cùng hội tụ trên thân kiếm, cuối cùng bắn ra hung hăng va chạm vào ngọn núi nhỏ đó. Bang, tiếng nổ kinh thiên vang lên trên bầu trời, một ngọn núi nhỏ trực tiếp bị văng ra thành vô số viên đá vụn, sau đó rầm rầm rớt xuống giống như một trận mưa đá. Cổ kiếm môn này không hổ là thế lực mạnh nhất trong khu vực. Nhìn thấy cổ kiếm môn phát ra sự công kích lợi hại đến vậy, Lâm Động thoáng cũng có chút kinh ngạc. Có điều nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng rõ ràng. Trò vui này đều phải cả đôi bên đều mạnh như vậy mới có thể như ý nguyện của hắn. Hống, ngọn núi nhỏ bị hủy, còn viễn cổ long viên cũng là ngựa cổ phát ra một tiếng gào thét giận dữ, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại thanh quyền, sau đó một quyền oanh ra, nhất thời một luồng sức mạnh màu đen chuyển động mang theo ba động vô cùng tàn bạo hung hăng đánh về phía cổ kiếm môn. Nghiệp xúc thấy cục viễn cổ long viên hết lần này tới lần khác công kích, trưởng môn của cổ kiếm môn cũng là đột nhiên giận dữ, ấn quyết trong tay biến đổi lại đột nhiên bay lên, rạch nát không trung, hung hăng va chạm vào nguồn sức mạnh màu đen đó. Oanh, sức mạnh ba động đáng sợ bộc phát ra, trực tiếp làm cho cây đại thụ to lớn gần trăm trượng đều là gãy đôi ra. Thậm chí ngay cả Lâm Động cách một khoảng xa đều cảm nhận được sự xung kích ghê gớm đó. Cổ kiếm đại trận chạm thiên địa, sắc mặt trưởng môn của cổ kiếm môn âm trầm, tiếng thét xé không vang lên. Một cái dòng suối nguyên lực từ luồng nguyên lực hùng hồn hội tụ mà thành, chợt gào thét mà ra, gần như chút vào thạch kiếm to lớn trên không trung. Ông cùng với luồng nguyên lực khổng lồ rót vào trên thạch kiếm vốn dĩ đen tối lại phát ra những cái luồng sáng mãnh liệt. Những cái luồng sáng này dường như là do vô số kiếm mang hội tụ mà thành, sắc bén đến mức đáng sợ, dường như người ta nhìn vào ngay cả mắt cũng là bị đâm cho bị thương. Hừ, quang mang bạo dũng, thạch kiếm dữ dội tuôn ngược ra, mang theo sự sắc bén kinh thiên động địa, hung hăng chém xuống viễn cổ long viên.
Luồng kiếm cương sắc bén đó vẫn chưa rớt xuống, trên mặt đất đã xuất hiện lên một cái vệt sâu lớn khoảng 10 trượng rống. Đối mặt với sự công kích gần như là tập hợp ngưng tụ hết toàn bộ sức mạnh của tất cả đệ tử cổ kiếm môn, cho dù con viễn cổ long viên này là yêu thú tạo hóa cảnh cũng không dám xem thường. Chợt hắc quang tuôn ra từ cơ thể như nước thủy triều, lại hình thành một vật giống như là quàng giáp màu đen trên đầu nó. Đang thạch kiếm hung hăng chém lên trên quàng giáp, tiếng động thanh thúy rung chuyển cả trời đất, giống như tạo ra một cái cơn gió lốc trên mặt đất thổi quét mà ra. Đang thân là bá chủ viễn cổ phế giản, viễn cổ long viên ắt không bị thiệt thế, mà sau đó đỡ lấy chiêu công kích này của cổ kiếm môn, cơ thể của nó lại là một lần nữa bành trướng lên, sau đó huy động một quyền khổng lồ, từng quyền trực tiếp va chạm vào thạch kiếm. Nhất thời cả trời đất đều là không ngừng bộc phát ra cơn lốc nguyên lực kinh thiên động địa. Ánh mắt Lâm Động mang theo sự kinh ngạc nhìn cảnh tượng giao thủ kinh thiên động địa này. Khá lâu hắn mới là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây chính là thực lực của tạo hóa cảnh. Thanh thế như vậy so với tạo hình cảnh không biết mạnh gấp bao lần. Không biết rốt cuộc sức mạnh toàn tông của cổ kiếm môn mạnh nhất hay là viễn cổ long viên mạnh hơn. Nhìn cảnh tượng giao phong như vậy, nhãn động Lâm Động hiện lên vẻ hưng phấn. Chợt hắn đột nhiên quay người nhìn ra xung quanh. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được không ít bóng người đang nhanh chóng chạy tới bên này. Hiện nhiên do động tĩnh lần này quả thực quá lớn, khiến cho đông đảo cao thủ xung quanh phế giản đều là bị dẫn dụ tới. Hắc hắc, càng lúc càng thú vị rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười trên khóe miệng Lâm Động càng lúc càng rõ rệt. Chương 236: Đại chiến kinh thiên. Nguyên lực ba động cuồng bạo điên cuồng thổi quét ra, bão cát loạn thạch. Cảnh tượng như vậy quả nhiên làm cho người ta vô cùng kinh hãi. Động tĩnh kinh hoàng như thế, nếu không muốn người ta chú ý hiện nhiên không có khả năng. Cho nên sau khi bắt đầu đánh không bao lâu, liền có vô số người đến từ khắp nơi. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy cái nắm tay hùa hùa to lớn kia, đầu cự viên khổng lồ đang vươn người liều mạng công kích cổ kiếm môn, vô số thanh âm hút một ngụm khí lạnh cơ hồ không hề hẹn đồng thời vang lên khắp nơi. Viễn cổ long viên, vô số thanh âm sợ hãi cùng kinh ngạc thay nhau vang lên. Khi mỗi một ánh mắt ngưng tụ trên thân thể viễn cổ long viên khổng lồ, thân thể bọn họ lập tức bị dại ra. Hiển nhiên bọn chúng không thể tưởng tượng nổi vị bá chủ bên trong phế sản này lại lao ra khỏi phế sản và lại trực tiếp công kích đến sơn môn cổ kiếm môn. Mấy tên cổ kiếm môn rốt cuộc làm cái gì lại dẫn dụ viễn cổ long viên tới đây chứ? Mấy tên này xưa này kiêu ngạo hắc hắc, lần này e rằng trêu chọc đến viễn cổ long viên rồi, thực sự là cao hứng, thực là báo ứng a. Vô số tiếng lẩm bẩm khe khẽ nhanh chóng truyền ra. Cổ kiếm môn tuy nói là tông phái thực lực hàng đầu trong khu vực này, nhưng bọn chúng lại luôn luôn ỷ thế hiếp người, tự cao tự đại, hành động lâu ngày tự nhiên gây ra không ít thù oán với các thế lực khác. Mấy cái thù oán này hàng ngày tích tụ, bởi vì thực lực cường hãn của cổ kiếm môn, có lẽ không có người nào dám nói cái gì. Nhưng trước mắt vừa thấy cổ kiếm môn lâm vào hiểm cảnh, tự nhiên không ít người vui mừng. Lâm Động đứng trên ngọn núi, ánh mắt nhìn xung quanh, phát hiện những người bị động tĩnh dẫn dụ tới bên này quả thật không ít. Nhưng mà cũng không có người nào dấu hiệu tiến lên tương trợ. Lập tức cười lạnh một tiếng, xem ra cổ kiếm môn này cũng không được lòng người cho lắm. Đánh đi, đánh càng hăng càng tốt. Tầm mắt Lâm Động chuyển hướng về chỗ chiến trường kia, lẩm bẩm nói. Oanh, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, viễn cổ long viên lại là lặng lề như núi nhạc. Một quyền hung hăng oanh lên thành thạch kiếm, lực lượng oanh kích xuống của hắn trực tiếp đem không khí áp xúc thành một quế luồng pháo không khí lớn cỡ chừng vài chục trượng, ngược lại hung hăng dừng lại trên trong sơn môn cổ kiếm môn. Vừa va chạm với nhau, toàn bộ ngọn núi nhất thời run rẩy, phần đông các tòa kiến trúc trực tiếp bị lộ tung lên. Nghiệp xúc, ngươi dám! Nhìn thấy một màn này, trưởng môn cổ kiếm môn nhất thời giống giận lên một tiếng, thủ ấn lại một lần nữa biến ảo, thạch kiếm chuyển động cự đại, đem theo quang kiếm sắc bén xé rách thiên địa, chém thẳng về phía cổ kiếm viễn cổ long viên. Một chạm khủng bố này
cũng không có chiêu số vũ khí gì đáng kể, chỉ là mang theo một luồng nguyên lực cực kỳ hung mãnh. Dưới sự công kích cường hãn, bất kể chiêu thức tinh diệu nào phỏng phất đều trở nên không có ý nghĩa. Đàng đàng, thạch kiếm nhất thời phát ra âm thanh chói tai. Thạch kiếm tụ tập uy lực của nhất tông cổ kiếm môn, uy lực vô cùng cường hãn, từ trên cao lập tức đánh xuống, không ngờ lại có thể đem Viễn Cổ Long Viên đánh lùi ra phía sau đến mấy bước. Trưởng môn sư huynh, có không ít đệ tử sắp tiêu hao hết nguyên lực, nhưng mà công kích cường hãn như thế đối với nhu cầu nguyên lực càng là cần một số lượng cực kỳ khủng bố. Bởi vậy sau khi chém xong một chạm kia, vị trưởng lão tóc xám vội vàng hô lớn. Nghe thấy vậy thì ánh mắt trưởng môn cổ kiếm môn trầm xuống, áo bào khẽ vung, ít nhất hơn 20,000 mai thuần nguyên đan từ túi càn khôn ông ta bay vút ra, sau đó xoay người trở lại trên đỉnh đầu đám đệ tử, nhanh chóng luyện hóa. Nghe được tiếng quát ông ta, mọi người vội vàng phản ứng, ngay lúc đó lập tức hút lấy một mai thuần nguyên đan gần mình nhất, hấp thu trong cơ thể, luyện hóa thành nguyên lực bổ sung. Vào thời điểm này, tiến hành so đấu cũng là một loại so đấu về nội tình, một loại so đấu về nội tình tích lũy thuần nguyên đan. Theo sự huy động của mấy vạn thuần nguyên đan, trạng thái mấy tên đệ tử của kiếm môn cũng tốt hơn được một chút, lập tức một lần nữa ngưng tụ dòng xoáy nguyên lực. Ngọc quang cuồn cuộn, không thể kéo dài với con súc sinh này được. Trưởng môn của kiếm môn một mặt điều khiển thạch kiếm không ngừng chống đỡ với sự tấn công của Viễn Cổ Long Viên, một mặt quát lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với sự tiêu hao thuần nguyên đan thực sự quá lớn. Tuy rằng cổ kiếm môn bọn họ có chút lội tình, nhưng cũng không thể lãng phí một cách vô ích thế này. Hai vị sư đệ để ta ra tay. Nghe được tiếng quát chói tai của trưởng môn cổ kiếm, lúc này hai trưởng lão tóc xám tóc đỏ trong lòng chợt rùng mình một cái. Hai người liếc mắt về phía Viễn Cổ Long Viên đang càng ngày càng đánh càng mạnh, cũng là gật đầu thật mạnh. Tất cả đệ tử cổ kiếm môn tập hợp nguyên lực cùng nghênh địch. Thân hình ba người chậm rãi đứng lên, một tiếng quát lớn từ trong sơn môn truyền ra. Mà thời điểm này, lập tức ngưng tụ cường hãn một đại tông môn cũng là hiện ra một cách rõ ràng. Không ít đệ tử lúc trước chạy ra chế, còn đứng kinh hoàng một bên, lúc này vội vàng phóng đến vị trí trận pháp, sau đó điều động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể quá nhập vào trong ruộng suối, nguyên lực đang huyền phù ở giữa khung trung kia. Ào ào, theo việc quán chú một số lượng lớn nguyên lực như thế, thể tích dòng suối nguyên lực lập tức bành trướng lên. Trong chốc lát, thậm chí chỉ còn tiếng nước chảy ào ạt từ giữa dòng suối truyền ra. Nhìn dòng suối nguyên lực đang dần dần lớn mạnh kia, bàn tay trưởng môn cổ kiếm môn một lần nữa rung lên. Mấy vạn mai thuần nguyên đan bay ra, cơ hồ đem tất cả đệ tử của kiếm môn mỗi người đều được phân cho một mai. Sau đó, ngay sau khi bọn họ luyện hóa xong, lần nữa quán chú ra không ít nguyên lực. Ầm ầm, trong vô số ánh mắt khiếp sợ của những người quan chiến, một cái dòng suối nguyên lực cự đại từ nguyên lực ngưng tụ mà thành chậm rãi mọc lên giữa sơn môn cổ kiếm môn. Nguyên lực trong thiên địa tại thời khắc này ba động cực kỳ mãnh liệt. Đi! Ba người trưởng môn cổ kiếm môn hét to một tiếng, sau đó kiệt lực khống chế dòng suối nguyên lực cự đại kia sao hòa cùng thành thạch kiếm phiêu phù trên bầu trời. Nguyên lực mênh mông ngưng tụ trên thạch kiếm, tới cuối cùng ngọc quang sáng bóng chậm rãi từ thân thạch kiếm lan tràn. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, một thanh bạch kiếm khổng lồ vốn dĩ có màu xám bắt đầu trở lên huyễn lệ trong cái ánh sáng sáng như ngọc, mà bên dưới sự vẻ đẹp huyễn lệ kia cũng cất giấu một cái quang mang cực kỳ sắc bén. Kiếm quang hòa mỹ giống như là vạn đạo quang mang khổng lồ từ trên thanh cự kiếm trong sáng kia bắn ra, với một đạo kiếm quang mơ hồ đủ để đánh chết một gã nguyên đan đại viên mãn cường giả. Lực lượng khủng bố như vậy khiến cho những cái người quan chiến xung quanh không ít người biến sắc hoảng sợ. Cổ kiếm môn có thể đứng sừng sững mấy mươi năm, gần Viễn Cổ Phế Giản quả nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Cổ kiếm đại trận, cổ kiếm quy tông. Trên sơn môn, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ trong miệng ba người trưởng môn cổ kiếm môn truyền ra. Theo thủ ấn biến ảo, cự kiếm kia phát ra quang mang chói mắt, nhất thời gào thét nhanh như chớp lướt tới chỗ Viễn Cổ Long Viên. Những chỗ mà nó đi qua trên mặt đất trực tiếp hiện ra một cái khe rãnh khổng lồ sâu gần trăm trượng,
thiên địa nhất thời chấn động. Đối với công kích cường hãn của cổ kiếm môn này, cho dù cường hãn như là viễn cổ long viên, trong cặp mắt đỏ sậm cự đại kia cũng là hiện lên sự cảnh giác. Hai nắm đấm của nó chợt mạnh mẽ oanh kích lên bộ ngực đồ sộ chính mình, phát ra cái tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Từ giữa trán của nó, lòng sắc màu đen kia không ngờ lúc này tản mát ra một luồng hắc quang kỳ lạ. Vù, thanh cự kiếm mang theo vạn đạo kiếm quang dùng tốc độ nhanh như sấm chợt phóng tới, không ít người có thể nhìn thấy một cái đạo quang mang khủng bố hiện lên trong mắt mình. Chỉ trong chớp mắt, thanh cự kiếm đã bay đến trước mặt viễn cổ long viên. Rống, một tiếng rít gào thô bạo điên cuồng phát ra từ trong miệng viễn cổ long viên. Ngay sau đó, hắc quang trên lòng giác của nó cũng nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng, một đạo hắc quang đường kính khổng lồ hơn 10 trượng phanh một tiếng từ lòng giác phun ra, cùng với thanh cự kiếm sáng ngời trên đỉnh đầu hung hăng va chạm với nhau. Oanh, một tiếng nổ khủng bố không cách nào hình dung vang lên. Hai lỗ tai của vô số người xung quanh phảng phất ngay lúc này đều là có thể nghe không nghe được thấy gì. Đại địa run rẩy mãnh liệt, từng cái khe nứt cự đại từ trên mặt đất nhanh chóng lan tràn. Nghiệp xúc phá, gân xanh trên khuôn mặt ba người trưởng môn cổ kiếm môn nổi lên cuồn cuộn. Ba người chợt hét to một tiếng, quang mang đột nhiên bạo dũng, thanh cự kiếm cơ hồ hội tụ lực lượng toàn tông cổ kiếm môn, trong lúc nhất thời phóng ra một cái cỗ kiếm mang cực đại hung hăng chém xuống thân thể viễn cổ long viên. Đang vô số tia lửa chói mắt bạo ra, đối mặt với công kích cường hãn này, thân thể viễn cổ long viên không ngờ bị ép tới mức uốn cong xuống. Một vết thương dữ tợn xuất hiện trên bả vai nó. Rống, thân thể chợt truyền đến cảm giác đau nhức, hoàn toàn dẫn phát sự thô bạo của viễn cổ long viên. Trong cặp mắt khổng lồ, từng tia huyết quang bắt đầu điên cuồng khởi động. Sau đó nó vươn tay trưởng chảo cự đại, trực tiếp chụp lấy thanh cổ kiếm trước mặt. Sau đó nắm tay điên cuồng lém thẳng xuống mặt đất. Bằng phanh phanh, trên mặt đất một cái vết rách khổng lồ ước chừng 10 trượng trực tiếp bị oanh kích ra. Thanh cự kiếm liền nằm im trong đó. Những cái đạo quang mang sáng chói kia trên thanh bạch kiếm cũng là bị mạnh mẽ oanh cho tiêu tán. Phốc suy, thanh bạch kiếm bị ném đi. Ba người trưởng môn cổ kiếm môn nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ ba người bọn họ, ngay cả phần đông đám đệ tử sắc mặt trở lên tái nhợt. Rầm rầm, sau khi đem thanh bạch kiếm điên cuồng oanh kích một trận, viễn cổ long viên kia một lần nữa quay đầu hướng phía sơn môn cổ kiếm môn, bước từng bước cự đại tới. Một cái tiếng gầm gừ nổi giận trong lúc nhất thời như sấm chớp không ngừng truyền vào. Nghiệp xúc này, sao cứ nhắm vào cổ kiếm môn chúng ta được không buông? Nhìn viễn cổ long viên đánh mãi không chết, sắc mặt trưởng môn cổ kiếm môn có chút tái nhợt cả giận nói: chúng ta tựa hồ có cái gì đó thu hút nó. Vị trưởng lão tóc đỏ trầm ngâm một chút đột nhiên nói. Nghe vậy thì trưởng môn cổ kiếm môn sửng sốt, đột nhiên xoay qua ánh mắt hướng về trưởng lão tóc xám ngồi một bên lạnh giọng nói: huyết quả của ngươi rốt cuộc từ đâu mà có? Cái này không liên quan tới viễn cổ long viên, huyết quả này ta đoạt được một từ tay một tiểu tử. Nghe vậy sắc mặt trưởng lão nhất thời tái nhạt một lúc vội vàng nói: tiểu tử này từ đâu mà có được? Trưởng lão tóc đỏ trầm giọng quát: ta không biết. Trưởng lão tóc xám vội vàng nói: đưa nó cho ta. Khóe mắt trưởng môn cổ kiếm môn run rẩy một lát, sau đó vươn tay ra. Trưởng lão tóc xám chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay đưa cho ông ta. Lắm vạn thuốc quả trong tay, sắc mặt trưởng môn cổ kiếm môn trở lên càng khó coi. Người cái tên ngu xuẩn, trên mặt thứ này rõ ràng có dấu hiệu của viễn cổ long viên bố trí. Đó chính là bởi vì thứ này mà tới, ngươi lại đem nó mang về tông môn. Nhìn thấy sắc mặt trưởng môn nổi giận dữ tợn, trưởng lão tóc xám cũng đã run rẩy cả người. Lão ta nghĩ không tới tai kiếp này dĩ nhiên do hắn gây ra. Làm sao bây giờ? Trưởng lão tóc đỏ nói: trả lại thứ này cho nghiệp xúc, bằng không nó tuyệt đối không bỏ qua. Trưởng môn cổ kiếm môn không chút do dự, đây là biện pháp duy nhất. Bằng không hôm nay cổ kiếm môn e rằng bị xúc sinh này làm cho nguyên khí đại thương. Lời còn chưa dứt, ông ta cũng không chần chừ, cánh tay rung lên, vạn thuốc cả trong tay hóa thành một cái đạo hồng mang hướng viễn cổ long viên bay tới. Đồng thời ông ta một lần nữa thao tác thạch kiếm bay về. Huyền phù trên sơn môn bày ra tư thế chuẩn bị liều mạng, vạn thuốc cả biến thành một luồng hồng mang trực tiếp bị viễn cổ long viên một ngụm nuốt vào cơ thể.
cặp mắt đỏ sậm lúc này mới thoáng phai nhạt một chút, nhưng nó tựa hồ vẫn không định cứ như vậy mà thối lui. Nhưng mà sau khi liếc nhìn xung quanh sơn môn cổ kiếm môn một chút, lại nhìn thấy thạch kiếm kia vẫn còn nhắm ngay nó, tựa hồ hiểu được đối thủ trước mắt này khó có thể chống đối. Cuối cùng lúc này mới phát ra một tiếng gầm gừ không cam lòng, mang theo thường thế trên thân thể, lện từng bước chấn động đại địa, quay về viễn cổ phế sản. Nhìn viễn cổ long viên kia rốt cuộc rút đi, tất cả đệ tử cổ kiếm môn đều giống như là thả lỏng gánh nặng ngàn cân trên người xuống. Ha ha, trò hay đã xong rồi sao? Cách đó, trên ngọn núi không xa, Lâm Động khẽ vươn người một cái, liếc mắt nhìn cái đống hỗn độn trước sơn môn cổ kiếm môn, lúc lại mới hắc hắc cười, dẫm lên kiếm quang đuổi theo thân thể cự đại của viễn cổ long viên xa xa. Kế tiếp, có lẽ là lúc hắn tù tinh huyết của viễn cổ long viên. Chương 237: Thu được tinh huyết. Nhìn viễn cổ long viên đang lện từng bước chấn động dần dần đi xa, trong cổ kiếm môn không ít người đều là mệt mỏi vô lực ngã xuống, há miệng thở gấp. Cái hình dáng đó có thể nói là khắc ghi tận sâu trong đáy lòng cho đến hết quãng đời còn lại của bọn họ. Sắc mặt trưởng môn cổ kiếm môn lần nữa âm trầm, thao tác thành thạch kiếm cự đại lần nữa trở lại vị trí ban đầu của nó. Nhìn sơn môn đã biến thành một cái đống hỗn độn, khóe mắt ông ta không ngừng run rẩy, lửa giận bắt đầu bốc lên. Ông ta hiểu được vừa rồi, nếu như không có hoàn toàn hợp toàn lực toàn bộ tông môn, cổ kiếm môn của bọn họ rất có thể sẽ bị viễn cổ long viên hủy diệt hoàn toàn. Tạo hóa cảnh cùng tạo khí cảnh tuy rằng kém có một chữ, nhưng mà chênh lệch trong đó khác biệt như trời và vực. Huống chi sức chiến đấu của viễn cổ long viên này lại càng làm cho người ta phải sợ hãi. Nhìn sắc mặt âm trầm của trưởng môn cổ kiếm môn, trưởng lão tóc xám lúc nãy cũng không dám nói lửa lời. Tai kiếp lần này do hắn gây ra, thiếu chút nữa là hủy diệt luôn cổ kiếm môn, đều là do cái tên tiểu tử khốn kiếp đó. Ngoài mặt thể hiện vẻ cười khổ, nhưng mà trong lòng trưởng lão tóc xám lại cắn răng nghiến lợi nói, chẳng qua cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ rằng đây lại là mưu kế của Lâm Động. Dù sao nói ra thật không có ai tin, một thiếu niên chưa quá 20 tuổi lại có tâm cơ như vậy, khiến cho cả cổ kiếm môn bọn chúng trở thành tay đấm miễn phí trong tay hắn. Thu thập lại sơn môn, trị liệu cho người bị thương, thời gian này người liền thành thật một chút cho ta. Nếu còn dám gây ra phiền toái, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trưởng môn cổ kiếm môn dùng ngữ khí âm trầm nói, hiển nhiên hắn lúc này đã bị chọc giận tới cực điểm. Nếu không phải một gã tạo khí cảnh, đối với cổ kiếm môn có tác dụng cực kỳ quan trọng, chỉ sợ hiện tại hắn nhịn không được tát một bạt tai cho trưởng lão tóc xám chết tươi cho rồi. Vâng, nghe vậy thì trưởng lão tóc xám vội vàng gật đầu, sau đó xoay người tháo chạy đi thu xếp tàn cục. Trưởng môn sư huynh, xung quanh cổ kiếm môn không ít tên đang thèm thuồng dòm ngó. Trưởng lão tóc đỏ thấp giọng nói, không cần lo lắng, một bọn chuột nhắt nhát gan mà thôi, bọn chúng không dám động thủ với cổ kiếm môn ta. Trưởng môn cổ kiếm môn hừ lạnh một tiếng nói, mặt khác phái thêm người giám sát viễn cổ long viên, ta cảm giác việc này có chút không thích hợp. Ý của trưởng môn sư huynh là có người ra tay đối với chúng ta? Sắc mặt trưởng lão tóc đỏ biến đổi nói, cổ kiếm môn ta sừng sững nhiều năm, không ít kẻ thù, cũng không loại trừ bọn chúng sử dụng thủ đoạn gì đó muốn chúng ta đánh nhau sống chết với viễn cổ long viên, để cho chúng ta lưỡng bại câu thương, bọn chúng có thể ngồi không thu lợi. Trưởng môn cổ kiếm môn nhàn nhạt nói, thời gian này có khá nhiều thế lực đang theo dõi xung quanh, ai dám có động tĩnh khác thường vào lúc này, đó chính là kẻ thù cổ kiếm môn ta. Vâng. Nhìn khuôn mặt âm trầm của trưởng môn cổ kiếm môn, trưởng lão tóc đỏ vội vàng trầm giọng đáp, khi cổ kiếm môn đang thu xếp tàn cuộc, Lâm Động cũng là đi theo thân hình khổng lồ của viễn cổ long viên ở đằng xa xa. Viễn cổ long viên này toàn thân toát ra khí tức thô bạo, những chỗ mà nó đi qua, bất luận là yêu thú hay con người, đều là tháo chạy sạch sẽ, làm sao còn ai dám đi theo giống như Lâm Động vậy. Đương nhiên Lâm Động có thể to gan làm cán như thế, tự nhiên bởi vì nguyên nhân có tiểu điều hỗ trợ che giấu khí tức, bằng không hắn cũng không có gan đi theo phía sau một cái yêu thú tạo hóa cảnh mà cơn giận
còn chưa chút hết như thế. Cổ kiếm môn cũng coi như là có bản lãnh, thế nhưng có thể đem viễn cổ long viên tạo hóa cảnh bức thành như vậy. Trong lúc đi theo, Lâm Động nhớ lại một cái đòn phản kích mạnh mẽ của cổ kiếm môn trước kia. Trong lòng có chút nghiêm nghị, đây là thực lực của một tông môn A. Tuy rằng bọn họ không có tạo hóa cảnh cường giả, thế nhưng thực lực chỉnh thể, cho dù lực cường hãn như viễn cổ long viên, cuối cùng cũng không thể không lựa chọn phải dừng tay. Thực lực của kiếm môn cũng là tạm được. Đương nhiên, ít nhiều cũng là do đại trận bọn họ tinh diệu, bằng không dựa vào ba tên tạo khí cảnh kia của bọn chúng, chính diện không chống lại đủ cho viễn cổ long viên chụp một cái tát. Tiểu điều chợt hiện ra nói, hiện tại cái gã này đã tiêu hao thực lực không ít, hơn nữa lại có thương thế, chúng ta có thể đắc thủ không? Nhìn tiểu điều, Lâm Động lại cẩn thận hỏi. Tuy rằng hiện tại hung uy của viễn cổ long viên tựa hồ yếu đi một chút, nhưng nếu như muốn giết một cái kẻ tạo hình cảnh như hắn, vẫn như cũ chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nó bị thương, vậy là có cơ hội. Tiểu điều gật đầu, liếc mắt nhìn thất ảnh khổng lồ xa xa phía trước, cười nói. Cổ kiếm môn có thể lưu lại vết thương ở người nó, cũng là nằm ngoài ý muốn của ta. Cứ như vậy phần nắm chắc lớn hơn một chút. Nắm chắc được mấy thành? Lâm Động cẩn thận hỏi. 5 thành. Tiểu điều bĩu bĩu môi, xoay người trở lại, bất chợt nhìn thấy khóe miệng Lâm Động đang run rẩy, liền lập tức tức giận nói, tiểu tử, đừng có nghĩ chuyện này đơn giản như vậy. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của ta, đừng nói đến lấy một cái tia huyết tinh bản mạng, cho dù bắt nó đem toàn bộ tất cả huyết tinh trong cơ thể lấy ra cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại có thể có được 5 thành nắm chắc đã là phi thường lớn rồi. Bằng không người thử đi tìm một cái tạo hóa cảnh cường giả xem hắn có bản lĩnh đi lấy đi tinh huyết của nó không. Thấy tiểu điều giống như bị dẫm lên đuôi mèo, Lâm Động cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai, bàn tay vỗ về tiểu phiêm, trong lòng lại cười nói, được rồi, thực lực người rất cao, người là vô địch. Thấy Lâm Động chịu thua, tiểu điều lúc này mới hừ hừ chít chít ngồi xuống trên vai Lâm Động. Nhìn thấy gã này yên tĩnh lại, Lâm Động cũng khẽ nà thả lỏng một hơi. Nhìn thấy viễn cổ long viên kia tấn nhập vào viễn cổ phế sản, Lâm Động cũng vội vàng nâng cao tốc độ, nhanh chóng phóng theo. Khi Lâm Động cẩn thận theo sau ước chừng khoảng 1 canh giờ, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc chỗ sâu nhất, có tiểu điều hỗ trợ. Hắn cũng không sợ bị các yêu thú trong này phát hiện hành tung của mình, bằng không muốn thuận lợi đến trong này cũng sẽ là không dễ dàng như vậy. Lâm Động nấp sau một cái tảng nham thạch, nhìn long viên đứng ở trong sơn cốc, thấp giọng hỏi, khi nào thì động thủ? Đợi đi, viễn cổ long viên này đã bị thương, nó sẽ dần dần tiến vào trạng thái chữa thương, tới khi đó tính cảnh giác của nó xuống rất thấp, khi đó chúng ta mới có thể đến sát nó được. Tiểu điều nhìn chăm chú long viên chậm rãi nói. Nghe vậy thì Lâm Đồng yên lặng gật đầu, trực tiếp xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi hồi lâu, hơi lâu một chút, mãi đến nước trường hoàng hôn, đợi cho bóng đêm bao phủ khắp cả sơn cốc, Lâm Động mới cảm thấy được cỗ khí tức thô bạo trong sơn cốc kia thoáng trở nên thu liễm rất nhiều. Nhưng khi khí tức thô bạo kia yếu ớt đi, lại có một loại uy áp cuồng bạo đặc thù từ trong cơ thể viễn cổ long viên phát tán ra. Đây là uy áp bảo hộ của nó, phát hiện ra loại uy áp này kích tán, bất luận là con người hay yêu thú đều không dám khinh suất đặt chân tới gần, bởi vì bọn chúng hiểu được nếu tại thời điểm mà quấy nhiễu nó, cái phải đối mặt tất nhiên là sự trả thù tới cùng. Chẳng qua khi cảm nhận được cái loại uy áp này, Lâm Động cũng thoáng thả lỏng hơn một chút. Có tiểu điêu bên cạnh, hắn không sợ bị viễn cổ long viên lâm vào trạng thái chữa thương kia phát hiện. Lập tức hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía tiểu điêu, gã này đang bận rộn tỉa chuốt móng vuốt của mình. Thấy Lâm Động nhìn tới mới khẽ gật đầu một cái, đi xuống đi. Nghe thấy vậy thì nụ cười trên khuôn mặt Lâm Động thoáng có chút cứng ngắc. Chẳng qua thời khắc này hắn đã đợi khá lâu, tự nhiên không có khả năng đến cuối cùng lại bỏ cuộc. Lập tức kiếm quang dưới chân chớp động, sau đó lấy một cái tốc độ cực kỳ thong thả chậm chạp, cẩn thận bay vào trong sơn cốc. Nơi Lâm Động đặt chân cách viễn cổ long viên cũng là không xa,
Vừa hạ thân xuống, hắn có thể cảm giác ngay một cái loại lực áp bách kịch liệt phát ra từ thân thể viễn cổ Long Viên. Phanh phanh, trong đêm tối yên tĩnh, Lâm Động đột nhiên nghe thấy thanh âm trái tim chính mình nhảy dồn dập. Nếu hiện tại viễn cổ Long Viên đột nhiên thức tỉnh, vậy thì kết cục của hắn chỉ sợ không khác gì so với những cái bộ xương trắng héo trong sơn cốc kia. Tiểu Điêu, tới phiên ngươi. Cước bộ Lâm Động khi cách viễn cổ Long Viên có hơn 10 trượng liền ngừng lại, nhưng thế nào cũng không chịu tiến lên nữa. Sau đó quay sang Tiểu Điêu cười gượng nói. Đối hành động của Lâm Động, Tiểu Điêu hiển nhiên là cực kỳ khinh bỉ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nó nhất thời bay lên, huyền phù trên đỉnh đầu viễn cổ Long Viên. Thân hình nho nhỏ của nó so sánh với viễn cổ Long Viên chẳng khác một con kiến cạnh một cái con cá voi. Cẩn thận một chút. Thấy Tiểu Điêu bay ra, Lâm Động cũng lo lắng nhắc nhở. Tiểu Điêu hướng hắn quờ quờ móng vuốt, sau đó ánh sáng mang theo một ít ngưng trọng nhìn viễn cổ Long Viên lâm vào trạng thái chữa thương, khẽ mở ra miệng điêu, một cái đoàn tử hắc khí phun ra, lặng yên bao lấy viễn cổ Long Viên. Mà theo luồng khí tức này tản ra, Lâm Động cũng nhận thấy được thân thể khổng lồ chắc chắn của viễn cổ Long Viên kia tựa hồ thả lỏng đi rất nhiều. Thôi miên viễn cổ Long Viên một chút, ánh mắt Tiểu Điêu lại nhìn về chỗ vết thương khủng bố trên bả vai viễn cổ Long Viên. Ngay sau đó móng vuốt vũ động, tử hắc quang ở trước mặt Tiểu Điêu hình thành một cái hắc động ước chừng cỡ đầu người. Sau đó một cái hắc động nhẹ nhàng bay xa huyền phủ trước vết thương của viễn cổ Long Viên, chậm rãi luân chuyển, một cỗ hấp lực nhẹ nhàng tản mát ra. Dưới cái loại hấp lực kia, máu thịt vết thương viễn cổ Long Viên không ngờ phát ra một ít mấp máy nhẹ nhẹ. Một tia huyết tuyến ẩn chứa khí tức thô bạo lặng yên thẩm thấu ra, sau đó bị hút vào bên trong cái hắc động kia. Lâm Động đứng cách đó không xa thấy màn này, nắm tay tràn đầy mồ hôi, nhất thời nắm chặt, trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh. Phanh, loại hấp thu này của Tiểu Điêu hiển nhiên tạo thành một ít đau đớn. Lập tức thân thể viễn cổ Long Viên đột nhiên xoay nhẹ một chút, đem cái khối cụ thạch dưới chân áp thành bụi phấn. Động tĩnh kia của viễn cổ Long Viên khiến cho dưới chân Lâm Động lập tức xuất hiện kiếm quang chớp động. Lúc này nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ lập tức không chút do dự tiếp đón Tiểu Điêu rồi tháo chạy. Chẳng qua tình hình còn tốt, tựa hồ ông trời nhìn thấy bọn Lâm Động bận rộn lâu như vậy, cho nên tình huống xấu nhất trong tưởng tượng không có xuất hiện. Khi một cái tia huyết tuyến cuối cùng chậm rãi biến mất trong hắc động, Tiểu Điêu miệng vừa há há đã lập tức luốt vào trong cơ thể. Sau đó thân hình chợt lóe tiến trong lòng bàn tay Lâm Động. Chạy mau, mê thuật của ta sắp mất đi hiệu lực. Cảm giác đau đớn lưu lại của tên gia hỏa kia lập tức sẽ thức tỉnh. Nghe được thanh âm dồn dập Tiểu Điêu, da đầu Lâm Động lập tức dựng ngược lên. Cơ hồ ngay nhất thời kiếm quang dưới chân điên cuồng chớp động, sau đó hướng bên ngoài sơn cốc chật vật tháo chạy. Đồng thời với lúc Lâm Động mới thoát khỏi miệng sơn cốc, một tiếng rít gào kinh thiên tràn ngập sự thô bạo ở trong đêm đen yên tĩnh cũng là vang lên kinh thiên động địa.